Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời vang danh, thất bại tất cũng qua nhanh, cửu thiên ban phúc an lành ấm no, lộc trời của quý nhân cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hảo, dù cho lội suối vượt đèo, chín phần vượng phát đi theo suốt đời, công danh sự nghiệp rạng ngời, an nhiên phát lộc muôn đời ấm no. Kính thưa quý cô bác anh chị, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị quý Mão 1963. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Thần tài chỉ điểm, tuổi quý Mão sinh năm 1963, gánh lộc về nhà, phát tài phát lộc, giàu có vô địch thiên hạ trong 2 tháng 4 tháng 5 âm lịch này. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này, có những người luôn được sống trong những nhung lụa và sự giàu có, và họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời. Họ cũng không thể biết được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Trên thực tế, mỗi một người sinh ra thì đều có một vận mệnh của riêng mình, và đặc biệt là các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi một giai đoạn khác nhau. Có đôi khi sự may mắn này lại là duy nhất, giúp cho họ đổi đời một cách không ngờ tới. Trong tử vi học có nói, 2 tháng tới đây người tuổi quý Mão sinh năm 1963 sẽ bất ngờ được thần tài ban cho hồng phúc, lộc trời tề tụ về tận cửa, mọi may mắn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà, quý Mão sẽ đổi đời, giàu nhanh chóng mặt, nếu may mắn hơn nữa thì sẽ mua được nhà, tậu được xe, cuộc sống sẽ phất lên từ đây trong năm Giáp Thìn 2024 này. Và để nắm rõ hơn về vận trình tử vi của mình trong 2 tháng tới, Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây. Thần tài chỉ điểm, tuổi quý Mão sinh năm 1963 gánh lộc về nhà, phát tài phát lộc, giàu có vô địch thiên hạ trong 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi tuổi quý Mão sinh năm 1963. Trời sinh người tuổi quý Mão rất thông minh, thân thiện, lịch sự, nhưng đôi lúc bị nói là lạnh lùng và cao ngạo. Họ gây ấn tượng với người khác bằng sự tinh tế, duyên dáng và tao nhã của mình. Họ luôn cầu toàn trong công việc và cực kỳ lãng mạn trong tình yêu. Đặc biệt, những người tuổi này sẵn sàng chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải, nên rất ít ai ghét họ. Người tuổi quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên lại hay đa tình, do dự, bướng bỉnh. Họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời, bởi họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, biết suy nghĩ, tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt, sự nghiệp chính vì vậy mà luôn thuận lợi, không lo lắng việc thiếu tiền bạc đến cuối đời. Trong cuộc sống, tuổi quý Mão sinh năm 1963 có mối quan hệ xã giao tương đối tốt. Khi trò chuyện với họ, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn mà không xã giao tốt, thì bạn sẽ có cảm giác cô độc và trống vắng. Nhiều khi tính cách của họ bảo thủ, nhưng họ vô cùng hiền lành và không thích cạnh tranh theo hướng tiêu cực với người khác. Có tính cạnh tranh nhưng lại là người biết nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ cho người khác. Chính vì vậy mà họ vẫn được mọi người yêu quý, tính tình cởi mở, nhiệt tình, có tấm lòng lương thiện. Khi trò chuyện,
Họ luôn là người vô cùng vui tính và hài hước. Bạn bè luôn yêu quý họ nhờ những tính cách tuyệt vời đó. Mà trong cuộc sống, Quý Mão luôn có quý nhân phù trợ. Dù có khó khăn nhất định trong mỗi giai đoạn cuộc đời, nhưng đều dễ dàng vượt qua được mọi sóng gió. Bước vào giai đoạn trung vận, cuộc sống tuổi Quý Mão gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp không những vững chắc ổn định, mà tài vận còn dồi dào. Càng lớn tuổi càng gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, tính cách tuổi Quý Mão đã giúp họ có được cuộc sống viên mãn, vạn người ao ước, hậu vận an nhàn, tận hưởng mọi phước lành trời ban. Bước sang năm Giáp Thìn 2024 cũng là lúc Quý Mão cởi bỏ được gánh nặng trên vai, mọi may mắn và những cơ hội lớn sẽ mỉm cười với các bác. Nhìn lại năm 2023, hạn Thái Tuế đã qua đi, nên trong năm 2024 này sẽ chỉ là niềm vui, niềm hy vọng của Quý Mão. Nếu con giáp này có sẵn mục tiêu và kế hoạch, thì năm này sẽ là năm hành động và gặt hái về thành quả. Vậy nên cô bác anh chị hãy giữ gìn thật tốt sức khỏe của mình để có thêm thời gian vui hưởng tuổi già cùng con cháu cô bác anh chị nhé. Tuy nhiên, một vài cô bác anh chị tuổi Quý Mão về tài lộc thì tiền bạc thu nhập ít ỏi, tài chính có phần túng thiếu. Nguyên nhân là do đầu tư kinh doanh bị thua lỗ, phải bỏ nhiều tiền vào để quay vòng vốn kinh doanh. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Mão cũng không nên cho vay tiền bạc hay hùn hạp vốn làm ăn, sẽ bị người khác lừa gạt, chiếm đoạt, thậm chí có thể mất trắng. Theo tử vi năm 2024, tháng xấu cho tài lộc năm 2024 phải chú ý đó là tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Thứ hai, về phương diện sự nghiệp, nam nữ tuổi Quý Mão không nên quá kỳ vọng vào việc phát triển sự nghiệp. Tuổi này nên chú tâm cố gắng trong công việc hiện tại, không nên thay đổi hoặc đầu tư tiền bạc, mở rộng làm ăn. Thêm vào đó, theo tử vi Giáp Thìn 2024, người mới bắt đầu lập nghiệp thì đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp, công việc vướng phải trở ngại, khó khăn. Năm 2024 vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, sự nghiệp có nhiều điều bất lợi xảy đến. Thứ ba, về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Mão nên chăm sóc nhiều hơn đến các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc tiêu hóa không tốt, nhất là vào các tháng 2, tháng 5, tháng 9 và tháng 11 âm lịch, cơ thể hay ốm đau, đi lại xe cộ gặp điều cản trở, lưu ý ảnh hưởng xấu đến tay chân. Cuối cùng, phương diện tình duyên dự báo, tình cảm kém hòa khí, có thể dẫn tới tranh cãi, mâu thuẫn, năm nay cô bác anh chị chú ý gia đạo nảy sinh chuyện bất hòa, hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Bạn là người thường nói nặng với người nhà, nhưng lại nhẹ nhàng với người ngoài. Hãy luôn tiết chế cảm xúc của mình, vì người thân mới là những người đáng được trân trọng nhất quý cô bác anh chị nhé. Bên cạnh những rắc rối kể trên, thì trong từng tháng vẫn sẽ có những cơ hội dành cho bạn mệnh vươn lên nghịch cảnh. Bởi năm nay có Quý gặp giáp bình hòa, ít bị thời cuộc tác động, cuộc sống bình ổn trôi qua. Mão gặp Thìn Lâm hại Thái Tuế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn thách thức, kiếm tiền cũng khó khăn hơn trước. Lại có điểm thị phi tiểu nhân đấu đá, mưu sự lớn nhỏ đều phải hết sức thận trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh bị lưu niên khắc chế, sức khỏe giảm sút rõ rệt, gia đạo bất an, con cái và cha mẹ xảy ra nhiều mâu thuẫn, công việc làm ăn gặp trục trặc hoặc không được bội thu như trước. Xét các yếu tố trong năm Giáp Thìn 2024, cô bác anh chị tuổi Quý Mão dễ gặp khó trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước, chi tiêu chú trọng tiết kiệm, gia đạo nảy sinh nhiều xung đột, sức khi giảm sút, nên ưu tiên nghỉ ngơi hơn là tham công tiếc việc. Tuy nhiên, trong năm có các tình thái âm chiếu, khó khăn phần nào được chiết giảm, công việc làm ăn có người giúp sức, dù có áp lực đến mấy cũng may mắn vượt qua. Năm nay có lộc về đất cắt, có thể thử sức ở lĩnh vực này, có điều hết sức thận trọng kẻo vướng tranh chấp, kiện tụng. Sức khỏe không vấn đề nghiêm trọng, nhưng cần đề phòng tai nạn bất ngờ, gia đình hai bên nội ngoại có tin buồn. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị luận bàn về phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe cô bác anh chị tuổi Quý Mão trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi tháng 12, con giáp nhận thấy, bước sang 2 tháng 4 và 5 âm lịch là thời điểm hung vận lấn át cát vận đối với người tuổi Quý Mão. Cô bác anh chị phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song đó đây vẫn tiềm ẩn các cơ hội. Nếu cô bác anh chị nắm bắt được thì hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Dưới tác động của cục diện xấu, con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi trong công việc, mọi người có ý kiến khác nhau mà không ai chịu nhường ai, nên mọi việc tiến triển rất khó khăn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn phải luôn đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, bày trò gây cản trở công việc của mình. Phương diện tài lộc cũng khá ảm đạm, điểm phá tài luôn rình rập,
đe dọa túi tiền của bạn. Vì thế, việc đầu tư kinh doanh trong 2 tháng này cần hết sức cẩn thận. Tốt nhất là cô bác anh chị vẫn nên tập trung hoàn thành các dự án còn dang dở của mình. Những lời mời đầu tư mới thì cần thời gian để bình tĩnh cân nhắc. May mắn phương diện tình duyên lại là một điểm sáng rực rỡ trong vận trình của cô bác anh chị. Nhiều cát tinh soi chiếu, đem tới cho cô bác anh chị rất nhiều cơ hội gặp gỡ người ưng ý. Chỉ cần cô bác anh chị mở lòng và nhiệt tình trò chuyện với người khác, thì rất dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi 12 con giáp có chỉ ra rằng, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Mão sẽ khó có được những bước phát triển tích cực trong tháng này. Nguyên nhân chính là chính bản thân cô bác anh chị cũng không thực sự muốn cố gắng, bản mệnh hài lòng với những gì mình đã đạt được và chẳng muốn tiếp tục vất vả hơn nữa. Nếu quý vị làm việc với thái độ đối phó, được đến đâu hay đến đấy, thì bạn rất dễ bỏ sót những vấn đề tiềm ẩn, ảnh hưởng đến chất lượng của công việc, bản mệnh cũng sẽ dễ chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tháng này, lãnh đạo có thể giao cho cô bác anh chị những nội dung công việc mới, khuyên bản mệnh nên nhận nhiệm vụ và quyết tâm hơn khi làm việc. Còn nếu cô bác anh chị tìm cách trốn tránh, thoái thác hoặc dùng biện pháp khôn lỏi để giải quyết vấn đề, cô bác anh chị sẽ đánh mất lòng tin của lãnh đạo, tác động không tốt đến con đường thăng tiến trong tương lai. Dịch mã xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần phải quyết tâm, chăm chỉ hơn, dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh chớ nên sợ vất vả, bởi công lao của cô bác anh chị sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Cô bác anh chị không chỉ được khen thưởng, thăng tiến, mà còn tích lũy được nhiều kiến thức quý báu áp dụng cho tương lai. Ngoài ra, theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch chỉ rõ rằng, cô bác anh chị cũng cần cởi mở hơn khi giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp, bởi không phải công việc nào cô bác anh chị cũng có thể giải quyết khi chỉ có một mình. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Mão 1963, người tuổi Quý Mão có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong lĩnh vực tài chính vào tháng này. Bản mệnh nên chủ động hơn để tìm cách khắc phục, chớ nên để mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Người làm công ăn lương chủ yếu chỉ nhận được khoản lương cứng, thậm chí có người còn phải tốn thêm tiền để khắc phục những lỗi sai trong công việc. Cô bác anh chị nên nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận hơn, có trách nhiệm hơn trong công việc. Người làm kinh tế mãi đi theo lối mòn, nên khó có thể thu hút được đối tượng khách hàng mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ không thể bắt kịp với những biến động của thị trường. Đã đến lúc, cô bác anh chị cần phải nghiêm túc để tìm ra định hướng mới cho mình. Dịch mã khuyên cô bác anh chị tuổi Quý Mão đừng nên ngại đi xa hoặc làm việc vất vả, bởi rất có thể trong quá trình đó cô bác anh chị sẽ gặp được người đồng chí hướng hoặc quý nhân trợ giúp mình. Còn nếu Quý Mão chỉ muốn ngồi yên một chỗ, thì sớm muộn gì cũng bị người khác vượt qua. Dù không có ai giở trò hãm hại, bản mệnh cũng dần tụt hậu và gặp phải thất bại. Xét phương diện tình duyên, xem tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch nhận thấy, phương diện tình duyên của người tuổi Quý Mão khá êm đềm và sáng sủa. Tuy nhiên, bản mệnh có đón nhận được tin vui hay không, hoàn toàn là do cách ứng xử của bạn. Với người độc thân, bạn sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác giới. Có thể đó là người lặng lẽ ở bên bạn đã lâu nhưng bạn không nhận ra. Một số người có thể được người thân giới thiệu cho đối tượng để gặp gỡ. Tuy nhiên, bạn thường khá ủ rũ, không thích tiếp xúc với người khác, nên thường tìm cách từ chối những người chủ động tiếp cận mình. Khuyên bạn nên cởi mở hơn và cho đối phương ít nhất một cơ hội để trò chuyện. Biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương là người mình đã trông đợi từ lâu. Với người đã có gia đình, nửa kia luôn quan tâm và chăm sóc bạn chu đáo. Vì vậy mà bạn luôn cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm mỗi khi về đến nhà. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, đừng ngại tâm sự với nửa kia. Đừng lo mình sẽ khiến người ấy căng thẳng, mệt mỏi. Vợ chồng nên dựa dẫm vào nhau những lúc như thế này. Đối phương cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Trải qua khó khăn cùng nhau, đôi bên sẽ càng thêm gắn kết và thấu hiểu. Xét phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch thì thấy được rằng tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Mão không được tốt trong tháng 4. Do nguyệt lệnh lâm bệnh ảnh hưởng, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí suy nhược, kém ăn kém ngủ, dễ mắc phải những căn bệnh vặt vãnh. Hãy nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ hơn, nếu có bệnh thì nên nhanh chóng đi khám chữa. Đừng cố gắng chịu đựng, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng đừng giữ trong lòng, tự tạo thêm căng thẳng cho bản thân, hãy chủ động trao đổi với mọi người để được giúp đỡ. Tình hình sức khỏe suy giảm do tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh cũng khiến cô bác anh chị phải tốn thêm một khoản tiền để chạy chữa. Vì vậy, Minh Đường Tử Vi khuyên cô bác anh chị nên đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất ổn,
càng để lâu càng hại sức khỏe và tốn thêm nhiều tiền để chạy chữa. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch thấy rằng nhiều sóng gió ập đến trong phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Mão, đòi hỏi cô bác anh chị không được phép lơ là, nếu thời điểm này bản mệnh ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng, cũng như hạ kết tôi của mình xuống trong mỗi cuộc thảo luận. Cô bác anh chị nên chú ý lời ăn tiếng nói, để không gây phật lòng người tốt, cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Với những người mới chập chững bước chân vào những lĩnh vực mới, cũng có thể cảm thấy mất phương hướng trong tháng này. Cô bác anh chị cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này người khác. Khó khăn càng chồng chất thì cô bác anh chị càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề, cô bác anh chị mới có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, cô bác anh chị hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế, tháng này bạn còn được cát tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ, quyết tâm trong công việc, thì Quý Mão có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho cô bác anh chị những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp một tay để cô bác anh chị thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Về tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Quý Mão khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 5 âm lịch này. Bản mệnh không nên chi tiêu một cách lãng phí trong tháng này. Tốt nhất, hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài tốn của luôn lơ lửng trên đầu. Dù làm trong lĩnh vực nào, thì cô bác anh chị cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở. Chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc kẻo dễ dàng gây ra lỗi, phải tốn tiền để đền bù, khắc phục. Người làm ăn kinh doanh không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, cô bác anh chị cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, tháng này Quý Mão còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, song bản mệnh chớ nên vì thế mà thành người phô trương, phung phí không cần thiết khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Về tình duyên, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Mão âm lịch, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão có những dấu hiệu khá đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân, có thể bạn sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp trong tháng này. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bạn trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác giới, lại thêm việc con giáp này cố tình chăm chút kỹ hơn cho bản thân, nên việc bạn lọt vào mắt xanh của một ai đó cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con giáp này phải thận trọng để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn chớ nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt đôi khi cũng đem tới cho bạn một vài rắc rối. Có điều chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Về sức khỏe, người tuổi Quý Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng này. Nhờ vậy, cô bác anh chị có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại. Con giáp này nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Vâng, thưa quý vị, ở thời đại phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao. Đa số mọi người đều hiểu lầm rằng, sống càng lâu sẽ càng hạnh phúc. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới gần đây chỉ ra rằng, con người ở độ tuổi 65 đến 70 thì cảm giác hạnh phúc sẽ đạt đến cực độ. Phát hiện này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của chúng ta về mối quan hệ giữa tuổi thọ và hạnh phúc. Ba điều dưới đây có thể giải thích rõ cho bạn lý do tại sao. Đầu tiên, mức độ hạnh phúc không phụ thuộc vào tuổi thọ. Ở độ tuổi này, những người nghỉ hưu không còn phải phiền muộn vì những áp lực và cạnh tranh trong công việc. Họ quan tâm hơn đến sức khỏe, tinh thần và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Những người từng trải này biết cách trân trọng và cảm nhận từng phút giây, biết cách hưởng thụ sự hạnh phúc trong đời sống đơn giản hàng ngày. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ dừng phát triển, họ vẫn không ngừng khám phá thế giới với một thái độ trưởng thành. Trí tuệ của họ, cách cảm nhận hạnh phúc của họ nhắc nhở rằng,
hạnh phúc không chỉ dành cho những người trẻ tuổi, không liên quan gì đến tuổi tác, mà là thái độ sống. Hóa ra hạnh phúc có thể là ly trà được chậm rãi thưởng thức, chứ không phải chỉ là cuộc rượt đuổi chóng vánh trong thế giới xô bồ. Thứ hai là hai trụ cột của tuổi già. Nhắc đến hạnh phúc, chắc chắn chúng ta đều nghĩ tới hai yếu tố, đó là trong túi nhiều tiền và trong người có sức khỏe tốt. Dường như những người hạnh phúc nhất mà chúng ta nhắc đến đã tìm được bí quyết để cân bằng hai điều này. Hầu hết ở độ tuổi này, họ đã có một khoản tích lũy nhất định cho riêng mình, không còn đau đầu vì vấn đề tiền bạc. Ngược lại, họ rất quan tâm đến sức khỏe bản thân, vì họ hiểu rằng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Không có sức khỏe tốt thì tiền bạc cũng trở nên vô nghĩa. Những người trong ngưỡng tuổi 70, họ không còn quá quan tâm vào vật chất xa hoa phù phiếm, mà đầu tư nhiều vào sức khỏe và gia đình. Đồng thời, những người ở độ tuổi này cũng hiểu cách cân bằng giữa đời sống và công việc. Họ không giống như những thanh niên trẻ tuổi lao đầu tận lực vào sự nghiệp, thay vào đó, tìm cách làm phong phú cuộc sống bằng những việc có ý nghĩa đối với chính họ. Đối với họ, cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, mà là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Trên hành trình đó, hạnh phúc và sức khỏe mới là những thứ họ cần. Cuối cùng là tri thức và kinh nghiệm sống là nền tảng. Sống qua 60 tuổi, cuộc đời mỗi người cũng không còn là trang giấy trắng. Đó là những quyển sách chất chứa đầy ắp những câu chuyện, có cả đắng cay ngọt bùi. Người Việt hay nói, gừng càng già càng cay cũng là vì vậy. Người lớn tuổi có đôi mắt nhìn đời và trí tuệ hơn người, vì họ đã trải qua nhiều sóng gió trong đời. Ở độ tuổi này, họ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhoi vụn vặt mà phiền não. Ngược lại sẽ dùng thái độ khoan dung, bình tĩnh để đối mặt với các vấn đề lớn nhỏ. Bởi lẽ, cuộc sống không thể lúc nào cũng bằng phẳng. Mỗi một thử thách đến là một lần chúng ta có cơ hội được trưởng thành. Người lớn tuổi biết cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, dùng kinh nghiệm phong phú của mình để giải quyết khó khăn. Thái độ dung, quan thai này không phải phải điều mà những người trẻ có thể dễ dàng đạt được. Hơn hết, những người đã có tuổi hiểu được cái giá của sự chia ly. Họ hiểu hơn ai hết sự quý giá của các mối quan hệ, từ đó trân trọng những người xung quanh. Họ thích dành thời gian cho gia đình và bạn bè, biết rằng những điều này quan trọng hơn nhiều so với việc theo đuổi của cải vật chất. Tri thức của họ không phải chỉ là sự hiểu biết về cuộc sống, mà còn là sự nhận thức sâu sắc về giá trị sống. Cách sống của họ nhắc nhở thế hệ thanh niên trẻ tuổi sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống theo chiều sâu. Tóm lại, hạnh phúc không đơn thuần là chúng ta sống được lâu hay không, mà dựa vào cách mà chúng ta cảm nhận cuộc sống qua từng ngày. Hạnh phúc là một sự lựa chọn và là kết quả của sự hiểu biết sâu sắc và trân trọng cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.